Người phát ngôn Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết, ngày 31 tháng 10 là thời điểm cho danh sách các ứng viên nộp hồ sơ ứng cử vị trí Đại sứ Du lịch Việt Nam 2013, nhưng vẫn chỉ có 5 người cũ, không có hồ sơ nào mới. 5 ứng viên bao gồm diễn viên Lan Phương, người đẹp Huỳnh Thị Ngọc Hân, giáo viên ngoại ngữ Đỗ Thị Hồng Thuận, Hoa hậu Đông Nam Á Diệu Hân, Á hậu châu Á tại Mỹ 2012 Châu Mộng Như. Giữa tháng 11, Bộ này sẽ họp hội đồng xét duyệt hồ sơ của các ứng viên. Nếu hồ sơ nào đạt chuẩn, sẽ mời ứng viên đó phỏng vấn. Quá trình phỏng vấn, nếu xét thấy ứng viên hội tụ đủ điều kiện, phù hợp với tiêu chí đề ra, sẽ bổ nhiệm, không thì vị trí này sẽ bỏ trống, chứ không lựa chọn bừa bãi. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng cho biết đã hoàn thiện dự thảo, nghị định quy định đối tượng, tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục, xét tặng danh hiệu nghệ sĩ nhân dân, nghệ sĩ ưu tú trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Dự kiến tuần sau sẽ công bố dự thảo này.